chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Mỹ Thiền vừa nhận được visa du học Mỹ trong buổi chiều ngày hôm nay. Chào Thiền. Chào chị. Khi mà em được tin là mình được nhận visa thì em cảm giác của em như thế nào? Lúc mà người ta đưa cho em cái tờ giấy và người ta giữ bắt bao của mình là mình đã đọc visa đó, là em cảm thấy rất là vui và thoải mái. Và em cảm thấy em thấy mấy cái bạn xung quanh mình á cũng tự tin như em vậy, và ai cũng được nhận visa. Lúc đầu khi mà mới vô phỏng vấn visa thì các bạn nên nhớ là các bạn vẫn phải giữ cái phong thái là tự tin, thoải mái, đừng có áp lực nhiều quá, và cứ cười thật nhiều đi, gây thiện cảm với người phỏng vấn, thì lúc đó tinh thần sẽ thoải mái hơn và người ta hỏi gì mình nắm bắt câu hỏi của người ta và mình trả lời. Em có thể chia sẻ với các bạn là qua Mỹ em học trường gì bên đó? Qua Mỹ em sẽ học trường Howard Community College, ngành quản trị kinh doanh. Em lý do tại sao là em chọn trường đó đi? Tại vì em chọn trường đó tại vì trường có những điểm tốt, như là trường 5 năm gần đây là trường được công nhận là trường công lập cao đẳng tốt nhất, rồi được xếp trong top 50 trường cao đẳng có chất lượng giảng dạy tốt. Rồi cái ngành em học là ngành quản trị kinh doanh, là một trong 5 ngành hot nhất của trường. Và em tin rằng với kinh nghiệm nhiều năm của trường sẽ giúp cho em trên con đường thành công của mình. Khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Về dịch vụ của Tân Đại Dương thì em được chị Bích là người tư vấn chuyên cho em, và em cũng có được học với anh Khôi và anh Bảo Anh là đã dạy cho em một khóa tâm lý rất là vững chắc. Khi mà được học với anh Bảo Anh thì tất cả mọi người cũng giống như em, là với một tinh thần rất là thoải mái. Anh đã chỉ cho mình cách làm sao để tự tin và nói chuyện với người phỏng vấn như thế nào, và những cái sự lo lắng nó sẽ vơi đi hết. Khi làm hồ sơ thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Em cảm thấy dịch vụ của Tân Đại Dương rất là tốt. Những cái người tư vấn riêng cho mình rất là nhiệt tình và năng động, chỉ cho mình từng cách đi đứng, cách ăn mặc, rồi sự tự tin, và nói chung là rất là quan tâm và chăm sóc mình. Qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Em có tìm ở trên mạng các dịch vụ, và với lại em có những người bạn cũng đã từng học ở Tân Đại Dương và mấy bạn giới thiệu cho em, và em tới tư vấn thì em thấy là Tân Đại Dương rất là ok, cho nên là em chọn Tân Đại Dương để Rồi, cảm ơn em chia sẻ của Thiền. Thì chị thay mặt cho công ty Tân Đại Dương là chúc em qua Mỹ sau học tập thật tốt, và khi nào mà có cơ hội về Việt Nam thì nhớ ghé công ty thăm mấy chị. Dạ. Chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây, và xin chào, hẹn gặp lại.